em làm gì chả được. Ôi, Phúc giận hơn đó. Kệ đi, Phúc giận nhanh lắm, hồi hết rồi. Để ăn thử coi. Tuyệt vời. Mời cả nhà. Lạ ha. To quá luôn rồi, mình ngon sao luôn. Thơm, cái vị mayonnaise nè. Ê, cái sốt làm rất là creamy, dễ sợ luôn á. Rất là vừa phải luôn á. Quá đã, quá đã. Thịt bò hả mà? Siêu siêu mềm luôn. Thịt bò mềm quá hai em. Quá mềm. Nè, ăn cho có sức nè. Rồi, thôi, ăn lên. Ăn nhanh lên. Ê, hết rồi, giờ chị nói gì đó. Chị chút tiếng Hàn đi. Kính thưa quý vị, ngày Giáng sinh là ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng em. Và kỷ niệm lần này là giờ năm thứ 7 rồi, cho nên tụi em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là ấm áp. Thì Harry với chồng em cũng là rất là muốn cái gì khán giả cũng ấm áp như tụi em. Tiếng giọng và dài anh cứ bước đi, em đứng lại để nhìn anh quay gót. Body shaming. Hả? Body shaming. Chưa rung vô. Tự nhiên cái tôi tỉnh ra đèn luôn. Chưa rung vô. Điên. Em đã nói rồi. Coi xa mình chính xác. Xin lỗi em không tội nghiệp của bé em, tôi biết có một bài một thôi. Harry quên. Dạ. Em là có chữ mai rồi gì đó, tuyết lá rơi, rồi sau đó là em có nghe được là năm nay hết cô đơn, câu cuối là thèm gì đâu. Dạ đúng rồi, đúng rồi, thèm gì đâu chắc là hơi khó. Harry hồi nãy giờ rất là bận rộn cho việc nhai. Mì rất dây dây, còn thêm cái gà tây ướp nó hơi mặn mặn mà nó có phô mai, nó làm cho nó mịn mịn mà nó mềm mềm cái miệng. Nói chung là xuất sắc. Rất ngon à. Khả năng là Harry Won là người thứ 8 bởi vì chỉ có 7 người có phần thưởng thôi. Bài nhạc tiếp theo. Quả báo mà sao tự nhiên nhìn chị mà quả báo? Không, nhìn cay, nhìn mấy chị. Chúng ta còn một phần bánh nữa thôi, nhưng còn hai người chơi. Bài này là bài hit. Hit phong, bóng bóng bàn bàn nha. Bài này là bài hit của một người rất thân. Bài một âm nhạc. Chị thấy ơi. Dạ, chuyển thay y. Hả? Chuyển thay y. Chính xác.